Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Khoa TV. Thì mấy hôm nay nó cũng bận quá các bạn ạ. Hôm nay mới rảnh làm thêm cái clip nhận máy về bài bát cho các bạn cùng xem. Đây là cái máy các bạn ở trong Bến Tre gửi ra cho mình nhé. Đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ở trong túi bóng này thì ghi là mỏ cầy Bến Tre, thế nhưng mà không ghi thông tin để mình ship hàng lại. Lần sau các bạn có gửi hàng cho mình thì nhớ ghi cho mình cái thông tin để mình gửi hàng lại nhé, để tí check nó mất thời gian. Nếu không ghi thông tin này thì tí mình check rất mất thời gian, và khi gửi lại nó sẽ đơn hàng của bạn sẽ lâu hơn nhé. Đấy, các bạn bọc trong một cái khăn rất là đẹp. Đây chắc là của bạn Lữ xài rồi. Mình cái tin nhắn nó trôi đi thì tìm lại thì nó hơi lâu. Không biết cái địa chỉ của các bạn ở đâu. Đây là một cái iPhone 6 Plus các bạn. Vẫn lên nguồn bình thường nhé. Vỏ còn đẹp lắm. Mình đợi tí cho nó lên và xem nó có tài khoản iCloud không, mình sẽ đưa sang máy tính mình bypass cho các bạn cùng xem. Và mình sẽ quay thêm một cái quy trình bypass của bên mình. Làm thì nó rất là nhanh thôi. Cây này thì nếu mà nó ở bản 12.4.6 phải hạ xuống 12.4.4 thì bypass lên nó mới nhận phím home. Và tắt nguồn thoải mái các bạn nhé. Riêng trên dòng iPhone 6 và iPhone 6 Plus, iPhone 5S, còn từ 6S trở lên ấy thì chưa fix được tắt nguồn. Và mình nhận ép kính sửa chữa các dòng máy như iPhone, Samsung nhé. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại mình đang để dưới màn hình, và có thể liên hệ với mình qua fanpage mình có để dưới phần mô tả. Đấy, máy đã dính tài khoản iCloud rồi. Và bạn này bạn ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Rồi mình sẽ đưa ra máy tính để mình bypass cho cái iPhone 6, 6 Plus này nhé. Rồi ok, mình đây mình đã giả lập cái Mac OS lên đây các bạn nhé. Giả lập cái Mac OS lên đây thì chạy cái này thì nhanh lắm. Đấy. Tầm mấy phút là xong thôi. Rồi mình sẽ chiều mình sẽ chuyển lại cho các bạn đấy thôi. Đấy, ghim cáp vào để cho nó nhận máy tính. 6 Plus này đang ở cái bản 12.4 thì jailbreak phát là xong thôi, không phải chạy lại cái bản 12.4.1 nữa. À, cái bản 12.4.4. Còn đây là những cái máy mình đã tháo ra đây các bạn này. Tháo ra để sửa. Cái việc này nó làm nó nhanh nên là mình làm trước đi, để tí nữa mình có thời gian mình làm những cái máy kia. Đấy, nó đang jailbreak. Nó jailbreak xong là ok các bạn nhé. Là bypass lên được luôn. Đây mình còn một đống máy 4S đây các bạn này. Đây, đống máy 4S này của khách gửi về sửa. Đa phần nó lỗi màn với lại lỗi cảm ứng. Những cái này vỡ đây. Cái này là lỗi cảm ứng này. Đấy, còn cái này là có người tặng mình. Hôm trước mình có làm clip nhưng mà chưa đăng. Đấy, mình còn cọc như thế này. Đấy, nó báo đôn rồi các bạn nhé, jailbreak xong rồi này. Thì cái này chỉ cần bypass nữa là ok thôi. Mà cái này bạn không ghi tên nên tí mình check nó hơi vất vả. Tin nhắn nó phải ghi cái địa chỉ vào cho mình, để mình có cái đường mình gửi lại.
Lần sau các bạn có gửi cho mình thì cũng lưu ý nhé. Để ý gửi cái địa chỉ cho mình gửi lại. Chứ để như này thì khó. Đấy, nó đã ok này nhá. Như này là lên luôn. Đấy. Nó đã lên vào trong được luôn các bạn này. Và 6 plus này tắt nguồn thoải mái luôn nhé. Làm như này mình chỉ làm trong vòng lửa tiếng đồng hồ thôi. Mình có gửi lại luôn. Thế nhưng mà cái địa chỉ của bạn này thì chưa có. Chỉ có ở cái thông tin ở cái túi bóng ở Bến Tre. Tí nữa mình sẽ check lại của bạn làm Bến Tre nhé. Đó, tắt nguồn thoải mái luôn nhé. Rồi, còn đây là những cái máy mình đã tháo ra chuẩn bị làm cho khách. Hôm qua đang làm dở mà giờ nó chưa có thời gian để làm. Hôm nay thì thay dân sạc. Đây là cái 6S Plus. Còn rất nhiều máy kia mình đang để đấy. Pin mình có những dòng pin trâu nhé các bạn nhé. Các bạn muốn thay pin thì mình có rất nhiều mã. Pin Bi Sơn của Pin Châu. Đấy, có mã QR luôn. QR code nhé. Bảo hành 1 năm. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Mình sửa full ban iPhone. Còn rất nhiều main iPhone đây các bạn này. Main iPhone để bóc đồ. Đó. Chuyên để bóc đồ sửa chữa nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình. Hoặc là mình có để link fanpage ở dưới phần mô tả. Thế như cái máy này là đã dry break và vào trong ok rồi các bạn nhé. Thì vào trong này thì các bạn có thể đăng nhập vào App Store các bạn tải bình thường luôn. Vào các bạn đăng nhập trong này nhé, không đăng nhập ở ngoài kia nhé, không đăng nhập ở trong cài đặt này đâu. Đây, không đăng nhập trong này nhé, đăng nhập trong App Store để cài đặt các ứng dụng. Rồi ok, còn mình còn có rất nhiều những cái máy như này. Đấy. Những cái máy này dùng hay phết các bạn ạ, loa chất lắm. Đấy. 5S này. 5S cũng gửi về sửa nhé. Những cái này mình đã sửa ok rồi này. Cây này lỗi đường sạc đã xong rồi. Còn cây này thì lỗi nguồn. Cây này thì lỗi màn. Lát nữa mới lấy được màn các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp mình nhá. Mình nhận sửa full dòng tất cả những dòng máy, mã bảo vệ, rồi tài khoản Gmail, bypass iCloud. Những cái máy này nó có hiện barcode. Ví dụ như hiện barcode lên thì mình có thể bypass qua sóng nhé. Ok. Ok, cái máy 6 Plus này. Có một bạn ở Bến Tre, mình đã làm xong rồi các bạn nhé. Rồi. Mình làm xong như này thì mình khi các bạn gửi ấy, các bạn nhớ nếu có ốp, các bạn ốp ngược lại như này nó chống sốc cái màn hình, nó vừa đỡ vỡ. Và kiếm cái túi chống sốc như này bỏ vào. Đấy, giờ mình sẽ đóng vào mình gửi lại cho bạn đấy thôi. Gửi lại bạn nguyên cái khăn luôn nhá.
ở chỗ mình có ai khó không? Không biết được. Ừ. Đóng lại nguyên như cũ nhé. Rồi gửi lại cho bạn này thôi. Mới check được thông tin. Rồi cái này chiều mình sẽ ship lại cho bạn đấy thôi. Và cái điện thoại này mình đã cài đầy đủ app rồi nha các bạn nhé. Các bạn có muốn cài app gì thì các bạn nhớ nhắn tin cho mình nghe. Cái này mình đã cài tất cả các app rồi nhé. Mình đã tải cài tất cả các app rồi, về chỉ việc sử dụng thôi. Rồi ok, nãy mình sẽ gửi cho bạn đi nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Khoa TV, chúc các bạn thành công.